hôm nay mình sẽ bơi cho các bạn xem nhé. Bơi gì nhất? Mình thích bơi ếch nhất. Tại sao lại thích bơi ếch nhất? Bởi vì bơi ếch dễ hơn. Dễ hơn à? Thế nhưng bơi gì nhanh hơn? Bơi sải nhanh nhưng mà tớ bơi vẫn còn đang hơi chậm nên tớ vẫn chưa bơi nhanh như vừa. Thế thì bạn phải tập luyện nhiều hơn nhé. Cảm ơn bạn Trà My, tạm biệt bạn Trà My.